Lúc Phước Thịnh trải lòng về 4 năm vắng bóng, từng nghĩ đến việc giải nghệ. Trò chuyện với truyền thông, Lưu Phước Thịnh lần đầu trải lòng về lý do khiến anh ngủ đông suốt 4 năm qua. Tối ngày 16 tháng 7, Lưu Phước Thịnh tung MV Đùa Anh Đau Đấy, một sáng tác của Tu No đánh dấu sự trở lại làng nhạc sau 4 năm im ắng. Nam ca sĩ thừa nhận trong những năm qua, anh từng có một mối quan hệ tình cảm nhiều thăng trầm. Bên cạnh đó, anh cũng chịu nhiều áp lực cuộc sống và gia đình. Tôi đã trải qua một khủng hoảng rất lớn. Giờ nhìn lại, tôi không nghĩ mình đã phải lớn lên nhanh như vậy. Ngày trước tôi hồn nhiên nghĩ rằng mọi thứ của tôi được an bài hết rồi. Đến một ngày, mọi thứ không như ý, không như những gì tôi hình dung nữa, tôi bị sốc và có rất nhiều vết thương trong lòng, Lưu Phước Thịnh nói. Nam ca sĩ cho biết trong 4 năm đó, có lúc ngọn lửa nghề trong anh vơi dần, thậm chí lụi tắt. Anh đã nghĩ đến chuyện giải nghệ. Có lúc tôi nghĩ con đường nào cũng có điểm kết thúc, chắc mình cũng không sống với đam mê của mình được nữa. Áp lực quá lớn sẽ không còn là đam mê, mà là cưỡng ép. Cũng có mấy lần, tôi tính giải nghệ, sống một cuộc đời bình thường như bao người. Nhưng rồi nhờ tình cảm của khán giả, nhờ những clip khán giả làm cho tôi lan tỏa trên mạng xã hội, tôi mới thêm động lực vượt qua những cơn giông bão đó. Ngày hôm nay, tôi ở tâm thế bình ổn, Lưu Phước Thịnh chia sẻ. Trong lần trở lại này, nam ca sĩ chọn một ca khúc sôi động, thay vì những bản ballad sở trường. Bài hát có tiết tấu mạnh mẽ, giúp phô diễn ưu thế về vũ đạo của anh. Trong MV, nam ca sĩ được khen trẻ hơn nhiều so với tuổi. Lưu Phước Thịnh cho biết anh đã phải vào phòng thu hơn 10 lần để hoàn thiện bản ghi âm và mất 3 ngày để thực hiện MV. Lời bài hát là câu chuyện tình mù quáng của một chàng trai mang lòng si mê cô gái, bất chấp mình chỉ là một trò đùa trong tay cô.